do I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của Top 1 Hai Gia T. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Và bộ trang phục mà các bạn yêu cầu đây rồi, bộ trang phục tử thần vũ trụ ha. Cùng với đó là phù hiệu du hiệp của các bạn đây. Bạn nào yêu cầu mình làm phù du hiệp đó thì bây giờ là mình sẽ làm du hiệp nha. Cộng với cái set đồ dị của ngày hôm nay, du hiệp mà cộng với lại cái set đồ tăng thì cực kỳ là khó chịu luôn nha. Và chính xác là vậy, hôm nay chúng ta sẽ lên một cái set đồ full tăng, không có sát thương các bạn nha. Và các bạn cũng biết rồi đó, nếu mà các bạn lên cái set đồ full tăng á thì team sẽ bị thiếu cái nguồn sát thương vật lý. Mà một khi thiếu cái nguồn sát thương vật lý thì đánh những cái vị tướng tăng cơ như là Athos, như là Malok trong trận đấu này thì đánh bao giờ mới vô đam, bao giờ mới chết hai vị tướng này các bạn. Cho nên là rất là khó nha. Thay vì đó chúng ta lên cái set đồ full tăng thì chúng ta phải đi đường tà thần, để lại cái vai trò, cái nhiệm vụ là nguồn sát thương vật lý chủ lực để lại cho Slim. Chúng ta giao lại hết toàn bộ cho Slim nha. Còn chúng ta chỉ là một tăng cơ dẫn dụ trong những cái pha combat, và chính xác là người khởi đầu những cái pha giao tranh và những pha combat đánh nhau ha, là tăng cơ của team luôn các bạn ơi. Ở pha này thì chắc có lẽ là Toro cũng là một tăng cơ, và team Hai Gia T tăng cơ nữa thì Slim thoải mái được bắn rồi. Ván này cũng khá là tự tin các bạn ơi. Tuy nhiên chúng ta mặc dù là lên tăng nhưng chúng ta vẫn có một cái nguồn sát thương vật lý ha, và đó chính là sát thương chuẩn, rất là kinh khủng luôn. Bắn vào tăng cơ nó ra khá là im đó các bạn, mặc dù bắn hơi lâu chết nhưng mà chịu khó bắn thì chắc nó cũng chết các bạn ơi. Và video này xem cho vui thôi nha, các bạn đừng có thử nha, tại vì các bạn thử dễ bị phế lắm á, cho nên là hãy cẩn thận. Vì trong trận đấu này mình thấy ổn nè, có Slim gánh cái nguồn sát thương vật lý và đảm bảo là đánh theo phần trăm máu nữa, cho nên là bắn tăng cơ nó khá là im thì chúng ta mới dễ dàng lên tăng được cho team. Và dĩ nhiên rồi các bạn ơi, lên tăng cho team thì team nó dễ dàng đánh thắng hơn. Team nào mà có nhiều tăng cơ thì khả năng win nó cao hơn các bạn. Các bạn kéo về late game các bạn cũng không sợ nữa. Tuy nhiên nếu mà cái team nào mà có quá nhiều sát thương á thì ở giai đoạn đầu game mà bạn không ép được là ở giai đoạn cuối game các bạn dễ thua game đó lắm. Và khi mà các bạn lên tăng như thế này á, các bạn dễ làm team của chúng ta cũng như là team bạn bất ngờ lắm nha. Khi mà cái lượng máu chúng ta nó còn thấp á, các bạn cứ nghĩ là Hai Gia T còn lượng máu thấp là cứ băng trụ ầm ầm, nhưng không nha. Một khi chúng ta làm tăng cơ thì mặc dù chúng ta có một cái lượng máu thấp nhưng cái bề dày máu chúng ta nó cực kỳ là nhiều luôn. Cho nên là đừng vội nha, hãy chúng ta khi mà đánh cái trận đấu nào đó, chúng ta hãy xem cái trang bị của đối phương nó là trang bị gì. Nếu trang bị tăng cơ thì đừng có vội là băng trụ trong những cái tình huống sắp tới nha các bạn ơi. Pha này Athos quá dại dột rồi bạn ơi. Có được mạng hỗ trợ thôi nha, không được mạng nhưng vẫn được mạng hỗ trợ cũng được rồi các bạn. Và trong trận đấu này mình sẽ lên tăng cơ thuần tí luôn nha các bạn, cộng theo đó là cái phù hiệu du hiệp nữa. Cái phù hiệu du hiệp này là phù hiệu của tăng cơ nha các bạn ơi, cho nên là tướng địch sẽ bị làm chậm rất là nhiều nè, kèm theo đó là những cái món đồ làm chậm như là khiên băng, như là áo tròn băng, như là rìu băng chẳng hạn, thì đối phương sẽ bị làm chậm đi rất là nhiều. Cho nên vừa bị làm chậm mà kiểu dạng như vừa trâu bò nữa thì tướng bạn sẽ hơi bị khó chịu. Đối với những chất tướng lù đù như là Malok, như là Athos thì khó, rất là khó để có thể giết được chúng ta. Tuy nhiên để giết được hai vị tướng này thì bản thân mình cũng thấy rất là khoai các bạn ơi. Nên thôi thả diều cho nó vui vậy thôi, chứ thật sự ra muốn kết liễu hai vị tướng này nó không phải là điều dễ dàng gì đâu nha. Và trong cái bán đấu này chính xác chúng ta sẽ làm theo kiểu là mồi nhử thôi. Mồi nhử cho team bạn, chúng ta là một tăng cơ. Tuy nhiên team bạn vẫn mãi nhìn theo cái phong cách cũ từ trước đến nay á, team bạn chỉ nghĩ mình là một xạ thủ thông thường thôi các bạn ơi. Thì team bạn sẽ rất dễ là bị băng trụ trong tình huống này, rát băng trụ luôn, sử dụng luôn cái tóc biến các bạn ơi. Quá ư là nguy hiểm ha. Ok, không sao, chúng ta vẫn còn sống nha, chúng ta là một tăng cơ các bạn ơi. Thoải mái một tí. À, mà nói với các bạn nghe điều này nè. Mấy bữa nay mình mới phát hiện ra một điều ở trong cái clip của mình ha. Thì trước giờ là mình đăng lên YouTube nhưng mình không có bao giờ xem lại hết các bạn. Thỉnh thoảng là mình xem lại cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên cái hôm qua mình bắt đầu mình đi xem lại. Tối hôm qua kể cho các bạn nghe. Thì vào tối hôm qua mình buồn quá, khoảng tầm 11 giờ mình ngủ không được. Cái mình ra mình xem hết tất cả các clip của những cái kênh khác luôn. Song song cái bắt đầu mình lên lại xem kênh của mình. Mình cảm nhận được một điều, các bạn biết điều gì không? Cái giọng nói của mình nó dễ ngủ cực kỳ luôn các bạn. Mình nghe xong mình dễ ngủ, mình đi vào giấc ngủ luôn các bạn. Mình ngủ hồi nào mình không hay luôn. Phải công nhận một điều là cái giọng nói của mình nó dễ đưa người khác đi vào giấc ngủ lắm ha. Không biết tại sao nữa nhưng mà mình nghe là cái giọng nói của chính mình buồn ngủ ngay lập tức luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình, trong cái lúc đó là mình không buồn ngủ nha, mình không ngủ được luôn. Xem mấy những cái video của những cái YouTuber khác mình không ngủ được, nhưng mà mỗi lần xem clip của mình lại bắt đầu buồn ngủ. Thì mình không biết là các bạn nào mà có cùng cái quan điểm với mình hay không nữa, nhưng mà
bản thân mình cảm giác được như vậy đó các bạn. Thử bữa nào các bạn thử đi, các bạn bữa nào mà không ngủ được á, các bạn lôi clip của mình ra, các bạn đeo tai phone của các bạn vào, các bạn không cần phải xem đâu, các bạn nhắm mắt lại và úp cái điện thoại xuống, các bạn chỉ cần nghe giọng mình thôi, đảm bảo là các bạn đi vào giấc ngủ luôn ha. Chắc có lẽ vì lý do là cái giọng mình nó buồn ngủ quá, cho nên dạo gần đây mình cũng được nhiều lượt sub mọi người ơi. Cho nên là chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Gán ủng hộ mình sắp được 2k view rồi các bạn. À sắp được 2k sub rồi các bạn ơi. Ok, chân thành cảm ơn các bạn nha. Và bạn nào mà chưa đăng ký theo dõi cái fanpage của mình á, nhớ ủng hộ mình lên cái fanpage của mình và bấm cho mình một nút theo dõi các bạn nha. Cái link á mình có để ở dưới phần mô tả cũng như là ghi ở phần bình luận á, các bạn kéo dưới cái mũi tên chỉ xuống cái phần tiêu đề video, nếu mà bạn nào xem bằng điện thoại thì các bạn sẽ thấy ngay cái link fanpage của mình. Các bạn đi theo đường link đó và ủng hộ mình một lượt chia sẻ, một lượt theo dõi các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ngủ ngon các bạn nha. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với trận đấu của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang có mặt hai thành viên ở đây đang cố gắng truy đuổi vào người của Athos. Nhưng anh ta khá là trâu trong tình huống này, có một sự viện trợ đến từ vị trí Malok. Anh ta sử dụng cho mình cái luyện ngục và Rat cũng đã đến bọc hậu official lấy đi cái tóc biến của chúng ta, quay trở lại trả sát thương bằng cái bảo vi tiêu. Hầu như nó không có sát thương vào thời điểm này. Nata cũng đã đến phối hợp với Gấu đang sử dụng combo. Hai thành viên của đối phương đang bị trúng và Athos là kẻ đầu tiên bị nằm xuống, đang cố gắng truy đuổi vào người của Malok. Rat xuất hiện và cản cho đồng đội của mình về, tả xuống hũ đột đẩy Gấu về trong trụ. Xét nữa thì ăn được cái mạng của Gấu, nhưng tia sáng cái này gọi là ác quỷ hội tụ của Natalia đã lấy đi cái mạng của Rat trước khi Rat hạ gục được anh chàng Gấu Yuka nha. Và rất may mắn dành cho Gấu Yuka, lần này thì anh ta bị truy đuổi bởi Jill ha. Anh ta đang bị ám sát, máu không còn nhiều. Phong ba của Jill ám sát được người của Nata, nhưng đó là tiền đề để anh ta có thể ăn Gấu Yuka. Anh ta đã bị lừa, Yuka đã bị lừa trong tình huống này. Nhưng đáng tiếc là Jill cũng không thể nào chạy được trong tình huống này nữa. Và mạng đã thuộc về cho chúng ta nha. Tuy là chúng ta không có nhiều đam nhưng hạ gục được Jill đó là một điều dễ dàng các bạn ơi. Bởi vì Jill là một sát thủ, mà với chất tướng của một sát thủ thì rất kỵ những cái món đồ tăng cơ. Và đặc biệt trong cái trận đấu này chúng ta lại lên tăng cơ nữa thì Jill thật sự không có cửa nào đối với chúng ta cả. Và tương tự như vậy đối với chất tướng của Rat thì một combo rất khó để có thể hạ được chúng ta nè. Pavlet cũng vậy luôn, Pavlet một combo không thể hạ được chúng ta đâu. Và thời điểm này chúng ta đang cực kỳ là xanh luôn. Cái lượng vàng chúng ta hiện tại nó là xanh nhất trong bản đồ rồi. Nói tóm gọn lại trong trận đấu này chúng ta rất là khó chết luôn các bạn ơi. Chúng ta lại lên tăng cơ trong trận đấu này cực kỳ là khó chết luôn ha. Và chúng ta sẽ là người khởi đầu cho giao tranh các bạn thấy không. Một combo của Rat hầu như chúng ta không vô đam. Toro mở cho mình cái đại địa chấn khởi đầu cho một pha giao tranh. Malok luyện ngục vào đội hình phía sau nhưng nó trượt rồi bạn ơi. Ở phía sau chúng ta đang được thoải mái bắn cùng với Slim nha. Máu không còn nhiều nhưng chúng ta đang rất là trâu. Tiên bạn đã bắt đầu tràn lên. Violet cũng vậy. Đằng này thì Rat bọc hậu ở phía sau nhưng làm sao có thể đánh trúng được chúng ta nha. Slim hết máu đuôi vào trong bụi. Và đó chính là một cái bộ combo đến từ vị trí của Rat và lấy đi cái mạng của Slim. Quá ẩu đến từ vị trí của Slim ha, nhưng mà đồng đội chúng ta đã trả thù được cho Slim, lấy được cái mạng của Rat. Và chúng ta vừa lên cho mình thêm một món làm chậm nữa, đó chính là áo tròn băng giá các bạn ơi. Và với cái set đồ làm chậm đó chính là rìu băng, áo băng và cộng thêm cái phù hiệu du hiệp nữa thì team bạn rất là khó có thể lết được nha. Chúng ta đang hết máu rồi, buộc chúng ta phải lui về để ra thủ cái đám đính ở khu vực giữa các bạn. Và trong cái pha giao tranh vừa rồi chúng ta bị mất đi Slim ha, team bạn thì bị mất đi Rat và cộng với lại Violet và đang có một đợt giao tranh hăm he. Các bạn lên đồ dị như thế này thì các bạn nhanh chóng kết thúc bán game sớm nha. Các bạn đừng có để lay game các bạn khó chịu lắm. Bởi vì các bạn bắn không có vô đam, mà tăng cơ thì người ta nói tăng cơ đập lâu thì nó cũng chết, cho nên là hãy cẩn thận nha. An tà thần nên là bạn ơi, an tà thần, chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cái bán game này hôm nay. Và sắp tới đây thì rất có thể là cái khoảng thời gian mà mình livestream sẽ từ khung giờ 19 giờ đến 21 giờ mỗi ngày nha các bạn. Còn cái khoảng thời gian nào mình bắt đầu thì mình chưa có sắp xếp được. Khi nào mà mình sắp xếp được thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Cũng như là bạn nào mà rảnh giờ này thì lên đánh giao lưu cùng với mình nha. Anh em mình cùng leo rank hoặc là phát sao chung với nhau. Chân thành cảm ơn các bạn, nhớ là ủng hộ mình cái fanpage này nha các bạn ơi. Sói Gaming và giao tranh một lần nữa nổ ra, hai thành viên của chúng ta đã bị hạ đến từ vị trí của Slim và Toro, có vẻ như bất ổn rồi các bạn ơi. Đánh thả diều vào người của Malok nha. Các bạn không biết các bạn sao chứ mình thấy đánh vào người Malok nó đã lắm các bạn. Malok nó to lắm, phi tiêu nó dễ trúng lắm cho nên là hơi sướng. Với lại chúng ta kèm theo đó là chúng ta có cái hiệu ứng làm chậm cực kỳ luôn. Chúng ta có đến 3 món đồ làm chậm ha, phù hiệu du hiệp nè, áo băng cộng với rìu băng. Đánh là Malok khỏi chê luôn các bạn ơi. Nói chung là cũng dễ thở. Với lại một phần nữa là với chất tướng của Violet vào thời điểm này hơi thọt nè, mà chúng ta lại lên tăng cơ nữa. Chúng ta lên đam thì mới sợ Violet thôi, chúng ta lên tăng cơ thì không sợ Violet một tí nào cả.
Cẩn thận các bạn ơi, team bạn đang tổ chức ăn cho mình cái con rồng với ba thành viên gấu Yuka lao vào không cướp được con rồng. Anh ta đành phải bỏ mạng nhưng máu tới phương không còn nhiều. Và đây là bão phi tiêu, kèm theo đó là tóc biến hạ được cả hai người. Malok đang bị kẹt lại ở phía sau, hỏi làm sao mà anh ta có thể chạy được trong tình huống này. Và triple kill mang về cho Hayate, mặc dù lên tăng cơ nhưng mà vét máng vẫn ok lắm các bạn ơi. Vẫn tiếp tục đánh nhau đằng kia. Athos anh ta đang cố gắng trâu giữa ba người nhưng trâu thì đập lâu cũng chết mà thôi. Ok, xanh rồi nha, 6-0 rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời trong tình huống này. Và chắc có lẽ với một mình Rath thì dễ dàng chúng ta sẽ công lấy cái trụ này. Nếu mà Rath lạng quạng ra đây thì thật sự Rath cũng không thể nào về được đâu, bởi vì chúng ta có hiệu ứng làm chậm rất là chậm luôn. Thoải mái các bạn ơi, mặc dù máu chúng ta không còn nhiều nhưng Rath với một combo khó có thể nào mà hạ được chúng ta vào cái thời điểm này lắm, bởi vì chúng ta đã có cho mình cái huân chương choi. Và bên cạnh đó là hai món đồ tăng cũng cung cấp cho chúng ta một lượng máu đáng kể ha. Và con xe này đang tràn lên, Violet cũng đã xuất hiện rồi, đằng này thì Zeus cũng đã xuất hiện ha. Thôi lui về, chúng ta sẽ công lấy cái trụ này thôi các bạn ơi. Toro đã bị hạ trong tình huống này, hơi đáng tiếc đến từ vị trí của Toro ha. Anh ta khá là lù đù và không thể nào chạy được. Tuy nhiên chúng ta vẫn có cho mình cái lợi thế, mất đi một mình Toro chưa hẳn là chúng ta mất đi lợi thế các bạn ơi. Ok, Zeus đang ăn bùa xanh này các bạn ơi. Qua cứu bùa xanh với Zeus nè, Zeus giờ này mà combo vô là giết luôn á. Ok, team bạn đang tràn lên, Slim đang bị dí, anh ta bỏ về được thành công. Chúng ta đang cố gắng thả diều vào người của Athos. Athos không dám lao lên rồi, sau những lần lao lên khá là thất bại đến từ vị trí của Athos nha. Và ở khu vực đường giữa đang có giao tranh nổ ra và Zeus là kẻ bị thí mạng. Anh ta đã bị hạ, gấu Yuka là người có mạng, vẫn tiếp tục đánh nhau. Rath bọc hậu phía sau, ủi được hai thành viên chúng ta về, hạ được Slim rồi. Đằng này thì Nata bị kẹt lại, đây là bão phi tiêu, hầu như nó không có sát thương trong tình huống này. Team chúng ta bắt đầu thất thủ rồi các bạn ơi, lui về thôi nào. Chúng ta đang cố gắng bỏ chạy bởi hai thành viên của đối phương đang truy đuổi vào người chúng ta. Đó là vị trí của Athos và Malok nha, ba thằng căn cơ nó đang chơi với nhau nè bà con ơi. Một pha tình huống có băng trụ hay không đây, anh ta quyết định băng trụ đến từ vị trí của Athos. Công lý phán quyết được mở ra nhưng chúng ta khá trâu, quay trở lại trả sát thương nhưng hầu như chúng ta không bắn vô đam vào người của Athos rồi các bạn ơi. Cố gắng đép trụ nha, cố gắng đép trụ giữa hai tăng cơ, lượng máu chúng ta không còn nhiều nữa. Liệu là có một tình huống băng trụ nào nữa xảy ra hay không? Nên nhớ là Malok vẫn chưa hồi lại cho mình cái luyện ngục nha, đang cố gắng thả diều vào người của Malok. Malok đã hồi luyện ngục rồi, chúng ta dịch chuyển sang đằng này. Và đây là bão phi tiêu, Athos cũng đã tới ha, mất đi cái tốc biến của chúng ta rồi, đang cố gắng thả diều. Và lại một lần nữa Athos với quyết định băng trụ trong tình huống này. Công lý phán quyết được mở ra, máu chúng ta không còn nhiều nhưng vẫn có thể chạy được thành công. Dính phải một cái quét của Malok nha, đằng này thì Slim đã đến giải cứu chúng ta. Anh ta bắn vào người của Athos, Athos đã bị hạ và tiếp tục truy đuổi vào người của Malok. Ok, hai mạng đã dành cho Slim, một pha giải cứu rất là kịp thời. Tuy nhiên cái trụ ở khu rừng tà thần thì không còn nữa. Zeus lao lên và có được cái mạng của Slim, vẫn tiếp tục đánh nhau với Natalia. Nhưng rõ ràng Natalia đang chiếm lợi thế cho mình, có được cái mạng của Zeus trong tình huống này. Trong khi đó ở khu rừng giữa thì gấu Yuka anh ta lao lên và có được cái mạng của Violet nha, vẫn lui về được thành công dưới sự chứng kiến của Rath. Ok, và thế trận nó đang nghiêng về chúng ta nha. Team bạn đã bị mất đi 4 người tràn lên thôi nè các bạn ơi. Chúng ta sẽ tràn lên cùng với đám lính này, chúng ta sẽ lấy được một cửa mega. Ở khu vực đường giữa chỉ còn lại mỗi một mình Rath mà thôi. Toro cùng với chúng ta đã hội tụ nha. Trong khi đó chúng ta đang cắt cử người ra. Natalia cùng với gấu thì ăn co mình cái con tà thần. Trong khi đó chúng ta đang cố gắng đẩy trụ ở khu vực giữa nha, đang cố gắng cấu máu vào người của Rath. Nhưng Rath đã dùng cái tả xung hữu đột và lui về được thành công, mất đi cái đại địa chấn của Toro luôn các bạn ơi. Và chính xác là chúng ta đã có được cho mình cái con tà thần luyện ngục của Malok, nó không trúng vào chúng ta nha. Đang cố gắng thả diều, đồng đội chúng ta đã đến. Gấu Yuka trầm động lực và đang cố gắng dồn sát thương. Athos là kẻ đầu tiên bị hạ, đang cố gắng truy đuổi vào người của Malok. Zeus cũng đã đến sử dụng cho mình cái phong ba, nhưng hết phong ba rồi thì anh ta chạy làm sao được. Malok đã bị hạ, đằng này thì Zeus cũng đã tự trận, chỉ còn lại hai người đó chính là Violet và Rath mà thôi. Và chúng ta vẫn còn ba người ở đây, chỉ mất mỗi mình gấu mà thôi. Toro mở cho mình cái đại địa chấn, con tà thần thì vẫn tiếp tục nhổ ở khu vực đường giữa này. Và chắc chắn là như vậy, cái trụ ở khu vực đường giữa này sẽ được lấy đi một cách nhanh chóng ha. Và khi mà cái trụ đường giữa lấy đi rồi thì chúng ta lao lên. Đây là mạng của Violet dành cho Hayate, rất là làm chậm nha, chúng ta lên tăng cơ mà các bạn ơi. Rath đã xuất hiện nha, cẩn thận mà cái ta xung hữu đột, đây là tóc biến. Có được cái mạng của Natalia nhưng làm sao anh ta có thể chạy được trong tình huống này. Dọn dẹp được đàn lính rồi nhưng con tà thần thì vẫn còn. Và con tà thần trực tiếp chịu cái đam trụ nhà chính. Chắc chắn là như vậy, trận đấu của ngày hôm nay chắc chắn là sẽ kết thúc tại đây mà thôi. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đừng quên tặng cho mình một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong khoảng thời gian sắp tới các bạn nha. Bye bye.